Như vậy chúng ta sẽ đề cập tới một chương mới. Tất nhiên trước khi đề cập chương mới thì chúng ta sẽ nói qua về cái bài tập chương 2. Thì như lúc ta có một em như là Minh Thư hay em nào như gửi cho thầy cái bài tập chương 2 đấy. Phải không? Dạ, không phải em á thầy. À dạ. Thế thì như thầy đã nói bài tập chương 2, mấu chốt vấn đề là ở chỗ ta nhận ra được cái gì? Ta nhận ra được cái mô hình đúng không? À, như vậy, nhưng làm sao ta nhận được mô hình? Rõ ràng là trong các cái tên bài tập, xin lỗi, trong các cái nội dung của bài tập ấy, của cái bài toán đó cũng đã nói lên điều đó. À, ví dụ về số trạng, nhưng cần tỉnh táo để phân biệt, coi chừng là ta đang bị giống như là vừa rồi là ở cái bài về cái công ty khai vỏ xe đó, đúng không? À, nếu mà chúng ta không coi kỹ cái yêu cầu thì chúng ta cũng sẽ dễ bị mắc cái cái sai sót đó nha. Như vậy khi ta nhận ra được đúng, khi ta nhận đúng được rồi thì khi đó cái chuyện đó nó là gì? Là chúng ta chỉ có cần bỏ công thức vào, đúng không? Nhưng rõ ràng khi bỏ công thức vào, chúng ta tính thì chúng ta cũng phải cẩn thận ha. Và như vừa rồi, trong buổi học vừa rồi, chúng ta sẽ thấy là trong việc tính toán rồi khi ta tính cũng không đúng không? À, nếu mà ta cái bấm máy như thế nào đó, mà chúng ta không bấm đúng thì rõ ràng kết quả nó cũng có thể bị ảnh hưởng nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào. Như vậy ở cái chương 2 thì có một số bài. Ví dụ như khi ta thấy cái tên là gì, là không chờ đợi, thì ta cứ lắp sử dụng cái mô hình là không có hàng chờ, đúng không? Còn khi ta thấy những cái bài toán mà thuộc là cái dịch vụ gì, dịch vụ bảo trì sửa chữa đó, thì chứ đó rõ ràng là chúng ta sao? Chúng ta sẽ dùng các cái ta dùng cái đám đông giới hạn. Và cái đám đông đó là gì? Chính là các cái máy móc đó, đúng không? À, các cái xe, các cái tàu, các cái máy trong một cái công ty đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương mới nha.
thầy sẽ chiếu lên. Vì vậy chúng ta đang đề cập tới một cái chương, như thầy đã nói trước, là chương quan trọng, bởi vì cái chương này chính là cái nội dung chủ yếu của môn học này, bởi vì đó chính là công việc thường ngày của nhà quản trị, ra quyết định. Chương này là chương ra quyết định. Tất nhiên khi nhà quản trị ra quyết định thì họ phải xem coi khi họ ra quyết định đó thì những cái điều kiện xung quanh, hay chúng ta dùng từ chung là cái môi trường đấy, là liên quan tới việc ra quyết định này nó là như thế nào. Vì vậy chúng ta đã từng nói với nhau, khi ra quyết định đó thì chúng ta phải có cái cơ sở để dựa vào đó ta ra quyết định. Cái cơ sở đó là gì? Em nào còn nhớ, khi chúng ta đã quyết định nó thì chúng ta thường, những quyết định của ta thường sẽ dựa trên những gì ta có, đúng không? Chúng ta gọi chung đó là gì nhỉ? Ta gọi chung đó là gì? Chúng ta gọi chung những gì mà chúng ta có đó. Sở Đinh. Dạ thưa thầy, theo em là kết quả đạt được. Không, kết quả đạt được đâu phải là dựa trên những gì mà ta có đâu. Những gì ta có chúng ta gọi chung là gì nhỉ? Ngọc Diệu. Dạ em nghĩ là cơ sở dữ liệu. Những gì ta có chúng ta gọi chung là gì? Dạ dữ liệu. Dữ liệu. Không, những gì mà chúng ta có chúng ta gọi chung là gì? Trúc Linh. Thông tin. Những gì ta có ta gọi chung đó là nguồn lực đó, phải không? Như vậy thì tất nhiên thông tin là một trong những nguồn lực, và như chúng ta đã từng thảo luận với nhau, ngày nay nó có một vai trò quan trọng, phải không? Như vậy thì khi đó cái mà nhà quản trị căn cứ vào đó để ra quyết định, đó chính là họ đang có những cái thông tin gì. Và ta sẽ có ba loại môi trường ra quyết định. Đầu tiên, ra quyết định trong điều kiện chắc chắn, thì đó là cái người ra quyết định là biết chắc chắn kết quả của mỗi phương án, đúng không? Như vậy thì nếu ta ra quyết định trong điều kiện chắc chắn và có nghĩa là ta sẽ biết như vậy một cái hành động này của mình sẽ có kết quả như thế nào, thì rõ ràng chắc chắn hành động ta là gì, ta phải lựa là trong các hành động đó thì hành động nào là có kết quả tốt nhất, đúng không? Không ai dạy gì mà biết trước những kết quả mà lại chọn một cách thức mà có một cái kết quả xấu hơn hoặc là không tốt.
Do vậy cái môi trường đầu tiên chúng ta sẽ không xem xét ở đây nha, bởi vì chúng ta là những con người duy lý, đúng không? Những con người mà có biết tính toán vân vân, thì không thể nào mà chúng ta giữa những cách hành động ta chọn là cách hành động mà không có lợi hoặc là thậm chí gây thiệt hại. Nhưng mà bây giờ rõ ràng đối với nhà quản trị thì cái chuyện khá phổ biến là gì? Là họ sẽ phải ra quyết định trong một cái môi trường mà họ sẽ biết rằng à, có những, họ sẽ gặp những cái điều gì đó, nhưng những cái trạng thái đó, những điều đó chúng ta sẽ gọi là trạng thái đấy, những cái môi trường đó đấy, những cái tính chất môi trường đó chúng ta sẽ gọi là trạng thái đó. À, tôi sẽ biết là tôi sẽ có gặp những cái tính chất môi trường như vậy, nhưng không biết là cái xác suất nó xảy ra là như thế nào, đúng không? Là lúc nào nó xảy ra, tức là nhưng họ sẽ biết được là dựa trên cái dữ liệu đó ở quá khứ hoặc là được cung cấp thông tin thì họ sẽ có những cái dữ liệu về xác suất, ta gọi đó là ra môi trường trong điều kiện có rủi ro. À, nhưng một cái điều còn ít chắc chắn hơn nữa là họ không có biết xác suất. Điều này thì các nhà quản trị cũng thường hay gặp, phải không? Do vào điều đó chúng ta chỉ đề cập tới hai môi trường ra quyết định là có rủi ro và không chắc chắn nha. Để coi lại ở đây chút xíu. Rồi chúng ta sẽ tập lại. Đây là ba môi trường ra quyết định ha. Tất nhiên khi đó những cái quyết định sẽ được hình thành để tạo nên một cái bản, tôi gọi là bản quyết định. Như vậy để có thể lựa chọn các quyết định hay là các cách thức hành động đó thì nhà quản trị sẽ phải lập ra một cái bản gọi là bản quyết định, để từ đó họ có thể tính toán và lựa chọn cách thức hành động tốt nhất. Thế một bản quyết định như chúng ta đã từng đề cập tới trong cái buổi trước đấy, buổi đầu tiên, là khi ra quyết định đó thì sẽ có những cái loại biến nào tác động tới việc ra quyết định của nhà quản trị. Sẽ có hai nhóm, đúng không? Chúng ta gọi hai nhóm biến đó là gì dựa trên tính chất của nó. Dựa trên là cái mối liên quan với nhà quản trị thì ta sẽ có hai nhóm biến đó, đó là gì? Em còn nhớ không? À, Kim Ngân. Dạ thưa thầy, hai nhóm biến là em nghĩ là các biến không quan sát là nhân tố môi trường, với lại các biến có thể các biến không thể kiểm soát là nhân tố môi trường, còn các biến có thể kiểm soát là các biến quyết định. À, chính xác ha, nhưng mà có lẽ ta nói đúng hơn là gì, là một cái biến mà ta các nhà quản trị không kiểm soát được và các biến nhà quản trị kiểm soát được, đúng không? À, tất nhiên những gì mà
ta có thể nghiệm ở bản thân ta, những gì ta có thể, điểm nào ta có thể kiểm soát được, chắc chắn là những gì mà thuộc về ta nè, đúng không? Tức là các cái biến về nguồn lực đấy chúng ta vừa đề cập, bởi vì chúng ta đang nói nguồn lực là của bản thân mỗi cá nhân và của tổ chức nói chung. Như vậy rõ ràng mỗi cá nhân chúng ta và tổ chức thì có thể kiểm soát được các cái biến. Chúng ta đã từng kể rồi, ví dụ như là tài chính, con người, thông tin, đúng không? À, thời gian, đúng không? Rõ ràng đó là những biến ta có thể kiểm soát được. Nhưng vì tổ chức hoạt động trong một cái môi trường kinh doanh thì những cái biến của môi trường họ sẽ không kiểm soát được. Tất nhiên chúng ta đã từng biết trong quản trị học rồi, thì bản thân nhà quản trị họ có thể tác động vào các biến, tác động chứ không kiểm soát được nha. Tức là họ có tác động để cho nó có được phải đi theo cái chiều hướng họ mong muốn, hay là giảm thiểu những tác hại gây ra cho tổ chức của họ, thì không thể nào họ bắt buộc được. Ví dụ đơn giản, tất nhiên là các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường là điều muốn tiêu thụ, nhưng chúng ta không thể nào bắt người tiêu dùng hay là khách hàng nó phải mua sản phẩm của tôi, phải xài dịch vụ của tôi, phải không? Trừ khi nào chúng ta là độc quyền thôi, chúng ta dùng quyền lực để chúng ta bắt cái chuyện đó thôi. Nhưng mà xét về một cái tính chất chung, nếu là một cái cơ chế thị trường thì rõ ràng ta không thể nào bắt khách hàng sử dụng sản phẩm của ta được, nhưng ta có thể tác động, đúng không? Chắc chắn chúng ta đã đều biết những cách thức tác động là gì, là khuyến mãi, quảng cáo, đúng không? Đây, hay là cái phục vụ ngày càng tốt hơn để tạo uy tín, tạo uy tín của doanh nghiệp đấy, thương hiệu đấy. Và ta đang đề cập tới ra quyết định thì chắc chắn khi ra quyết định đấy thì sẽ có hai nhóm biến chúng ta vừa đề cập. Như vậy trong cái bản quyết định chắc chắn, vì là một cái bản thì chúng ta thấy là nó sẽ có hàng và cột, không các em? Như vậy hàng và cột này chắc chắn sẽ biểu thị hai cái nhóm biến mà chúng ta vừa đề cập. Thế thì hàng sẽ chính là gì? Các phương án lựa chọn, tức là cách thức ta hành động đấy. Vì các phương án lựa chọn này nó liên quan tới những cái biến mà ta có thể kiểm soát được. Vì ta sẽ sử dụng nguồn lực mà, ta có thể có những cái cách thức sử dụng lực, đó là phương án lựa chọn. Các cái alternatives này thì rõ ràng như tên gọi của nó, đó là những cái lựa chọn. Và chắc chắn chúng ta thống nhất với nhau, khi đã nói quyết định hay lựa chọn thì ta phải có từ hai phương án trở lên, hai cách thức trở lên, phải không các em? Nhưng chúng ta vừa đề cập tới môi trường thì rõ ràng cái cột chính là các cái trạng thái hay là các cái tính chất của môi trường, chúng ta gọi các cái biến cố hay các cái trạng thái tự nhiên này. Ví dụ khi một cái doanh nghiệp đưa sản phẩm vụ ra thị trường thì sẽ có những cái trạng thái nào theo các em? Sẽ có hai trạng thái cơ bản, đúng không? Đó là gì ạ? Diệu, Ngọc Diệu. Dạ, em nghĩ là bán được hoặc không bán được. Tức là chúng ta gọi là môi trường tốt và môi trường không tốt. Một cái môi trường tốt là nó sẽ đẩy nhanh việc tiêu thụ, tạo cái hình ảnh của doanh nghiệp, vân vân, khách hàng biết, vân vân. Và do đó họ sẽ tiêu thụ được, họ bán được sản phẩm hay là cái dịch vụ họ được người tiêu dùng sử dụng nhiều. Và một cái môi trường không tốt hay gọi là môi trường xấu đó, thì nó sẽ cản trở, thậm chí ngăn cản cái việc tiêu thụ đó. Đây. Để tất nhiên khi xảy ra những cái biến các trạng thái tự nhiên hay cái môi trường đó, thì mỗi cách thức hành động sẽ đưa tới một kết quả, người ta gọi đó là giá trị điều kiện, là cái payoff, đó là sự kết hợp giữa cách thức hành động và trạng thái tự nhiên. Như vậy những cái phương án lựa chọn này tùy theo cái trạng thái tự nhiên sẽ xảy ra các giá trị điều kiện. Hãy xem ví dụ sau đây, ta sẽ thấy công ty Thomson này là sẽ có ba cách thức hành động, đúng không?
Thứ nhất là xây dựng một nhà máy lớn, thứ hai xây dựng một nhà máy nhỏ và không làm gì. Nhưng cho dù công ty hành động như thế nào thì luôn luôn sẽ có hai tình trạng. Đó là thị trường tốt và thị trường xấu. Và tất nhiên khi đó ta đã hình thành được cái bản rồi, phải không? Ta đã có theo quy ước hàng là chính là những cái thức hành động. Các cái phương án lựa chọn đấy, ba phương án, cột hai trạng thái tự nhiên hay là cái trạng thái thị trường đó, thị trường tốt và thị trường xấu. Như vậy khi ta xây dựng bản quyết định này thì ta sẽ có bản quyết định sau đây. Và ta cứ đưa các giá trị điều kiện tương ứng với cách thức hành động ở trạng thái thị trường. Thị trường tốt, công ty sẽ có cái lợi nhuận 200.000 đô. Thị trường xấu, lỗ 180, v.v. Đây chính là bản quyết định. Bản quyết định này sẽ là cơ sở để tính toán các kết quả của những hành động và từ đó sẽ quyết định lựa chọn. Thế thì chúng ta đang đề cập tới cái môi trường có rủi ro, tức là các xác suất. Thì rõ ràng Thompson sẽ phải có các xác suất cho các cái thị trường này. Nha. Chúng ta đã từng đề cập tới những cách thức xác định xác suất rồi, em còn nhớ không? Có ba cái cách thức mà để xác định xác suất đấy. Ai còn nhớ ba cách thức xác định xác suất? Như này là đúng trong lĩnh vực quản trị, cho dù tới ngành nghề nào thì ta sẽ thấy. Em Phát nè, Thuận Phát, ba cách thức xác định xác suất đâu, anh còn nhớ không? Dạ, em nghĩ cái đầu tiên là em nhớ là lý thuyết xác suất cổ điển về đồng xác suất. Cái thứ hai là xác suất theo xác suất sao? Em phải nói cái nội dung chứ, em nói cái tên là mọi người biết nó là gì. Dạ vâng, thì nó giống như là ví dụ cụ thể nhất chính là về ví dụ trong đồng xu có hai mặt sắp bằng nửa, thì xác suất họ cho rằng theo lý thuyết cổ điển là xác suất của hai mặt sắp bằng nửa sẽ đồng xác suất với nhau và đều bằng 0.5 cho mỗi mặt. Rồi, như vậy ta gọi cái đó là phương pháp đồng xác suất, đúng không? Dạ. Chứ không phải là cổ điển. Cái đó ta gọi là đồng xác suất, có nghĩa ta quan niệm rằng ta dùng phương châm là mọi sự đều có thể xảy ra. Như vậy thì cái việc mà cái đồng xu là sắp hay ngửa đều có khả năng xảy ra như nhau, ta gọi là đồng xác suất. Cách thức thứ hai là gì Pháp? Cách thức thứ hai em nghĩ là mình sẽ tính tần số và mình tính tần suất ra cho cái xác suất. Ta gọi là phương pháp tần suất đó. Nhưng mà ở đâu ta có những cái tần suất đó? Dạ em nghĩ là mình sẽ dựa vào thực nghiệm của môi trường. Các cái thực nghiệm, các cái dữ liệu quá khứ đó, đúng không? Ta thấy rất nhiều lĩnh vực, ví dụ cụ thể hàng ngày chúng ta sẽ nghe dự báo thời tiết, chính là cái phương pháp tần số. Người ta dựa trên dữ liệu quá khứ, một cái vùng đó quá khứ thường hay có mưa bão hay là cái gì đó vân vân, và cái dữ liệu quá khứ họ sẽ đo được của ngày hôm nay để họ dự báo cho những cái ngày tới, ta gọi là phương pháp tần số. Và thứ ba là gì? Nếu ta không có những dữ liệu quá khứ và bản thân cái người đang quyết định này không đồng ý cái chuyện mà đồng xác suất, thế thì họ sẽ dùng cái phương pháp thứ ba, đó là gì? Thì em nghĩ phương pháp thứ ba là mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của chính nhà quản trị, thì cái phương pháp sẽ mang đúng rồi, thì gọi là chủ quan đó, đúng không? Tức là mỗi người sẽ tự đưa ra những, tất nhiên khi ta tự đưa ra đó ta cũng phải có cơ sở chứ, giống như em vừa nói đó là kinh nghiệm đó, đúng không? Ta có thể dựng kinh nghiệm, linh cảm. Như chúng ta đã từng thấy những linh cảm sẽ đã có những cái vai trò đem tới thành công của các công ty, đúng không? Nếu ta đã đọc các cái lịch sử các công ty đấy, thành công của các cái sản phẩm dịch vụ, ta sẽ thấy nhiều khi tự nhiên nhà quản trị đã quyết định đưa cái loại sản phẩm nó ra thị trường, mặc cho ban giám đốc nói như vậy thì nó không có tốt đâu, nó không tiêu thụ được đâu, có ai mua vân vân, nhưng lúc cùng nó thành công. Rõ ràng đó là họ dựa trên cái linh cảm, họ thấy là cái xu hướng của tiêu dùng, cái mong muốn của tiêu dùng, cái xu hướng tiêu dùng tương lai đấy, và
những cái linh cảm của họ kết hợp với các cái đặc tính của sản phẩm dịch vụ của họ, họ cho rằng một xác suất khá lớn là sẽ thành công, và trong thực tế là chứng minh chuyện đó, đúng không? Ta đọc các cái lịch sử, ví dụ như các cái lịch sử về cái thành công của máy nghe nhạc Walkman của Sony, ví dụ như vậy. Khi đưa ra thị trường thì rõ ràng không ai nghĩ rằng nó nó sẽ thành công. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây, ở trường hợp này thì tâm sư Tân sử dụng cái cách thức thứ nhất, có nghĩa là làm xác suất. Tâm sinh quan niệm rằng cái thị trường tốt và xấu sẽ xảy ra ngang nhau. Đấy, từ đó thì tâm sinh sẽ dùng một cái tiêu chí để mà quyết định cho việc lựa chọn. Ta đề cập đầu tiên đó là gì? Giá trị kỳ vọng. Giá trị kỳ vọng chính là việc xem xét tất cả những cái trạng thái, cái khả năng và các cái giá trị khi các cái trạng thái này xảy ra. Do đó ta sẽ thấy rằng cái giá trị điều kiện sẽ nhân với xác suất của các trạng thái, và ta có sigma là tổng của các trạng thái. Trong ví dụ của Thomson thì vì là đồng xác suất, do đó xác suất của thị trường tốt và xấu đều là 0.5. Vì vậy ta có thể tính được ở đây, đây là EV chứ ha. Đây. Như vậy ta sẽ ra cái giá trị này là bao nhiêu? Ta cứ việc lấy xác suất này ta nhân cho giá trị điều kiện, đúng không? Với một cách thức hành động hay là phương án là xây dựng nhà máy lớn này, ta cứ cộng vào. Vậy đây ta sẽ thấy là ở đây là gì? 100 nè, đúng không? Phân nửa này 100 trừ 90. Vì vậy ở đây nó ra sẽ bằng 10, đúng không em? Bằng 10.000. Tương tự nhà máy nhỏ ta sẽ ra bao nhiêu? Dạ, chúng ta có 40.000 đó, phải không? 50 trừ 10 là 40, và ở đây thì ta không cần tính gì cả, ta ghi liền số 0. Thế thì xét về mặt tổng quát, các cái giá trị mà kỳ vọng mà tâm sinh có thể thu được ở tương lai, ở những cách thức hành động đó, chắc chắn nó sẽ hành động ở cách thức gì mà giá trị thì kỳ vọng thu được ở tương lai là lớn nhất. Nhưng vì sao ở đây ta chọn lớn nhất? Bởi vì đây ta đang đề cập tới cái doanh thu đó, phải không? Để tất nhiên trong tương lai, xin lỗi, đang đề cập tới lợi nhuận đó chứ hả? Vì trong tương lai thì chắc chắn thì doanh nghiệp luôn muốn thu được cái lợi nhuận tốt nhất cho cái thức hành động của mình. Như vậy, kết luận chung, cái tiêu chí EV chính là giá trị kỳ vọng để một doanh nghiệp hay một cá nhân quyết định lựa chọn cách thức hành động nào sao cho có lợi nhất, tốt nhất, đúng không? Rồi ta thử thực hành về cái bài tập chút xíu nha. Tất cả chúng ta đều có bài tập rồi, đúng không? Hãy xem bài tập số 1. Là lập bản quyết định và xác định phương án tốt. Vì vậy đầu tiên ta phải lập cái bản chứ. Thường thì các cái bài toán người ta sẽ mô tả một cái vấn đề và thường yêu cầu chúng ta lập bản. Có những bài toán thì lập bản sẵn. Ví dụ bài toán số 2 ta thấy người ta lập bản sẵn ha. Tức là người ta thật ra người ta cũng có thể mô tả để chúng ta lập bản, nhưng mà ở đây để vì có những cái công việc, những yêu cầu sao nữa, thành ra chúng ta đã thực hành lập bản đầu tiên rồi. Rồi hãy lập bản quyết định đi, xác định phương án tốt. Thầy sẽ gọi hai em, đúng không? Đầu tiên thì một em sẽ phải trình bày cái bản đó với các cái giá trị. Nhưng rõ ràng thì ta thấy rằng các giá trị điều kiện này ta đang rõ ràng
xét về cách thức hành động thì chỉ có hai phương án rồi. À, như vậy thầy sẽ gọi hai em để mình nêu lên giá trị điều kiện của hai phương án này tương ứng với các trạng thái nha. Và sau đó thì xem coi phương án nào là tốt nhất. Rồi, em nào đã làm ra xong rồi? Tất nhiên khi nó làm ra xong là đã xác định được phương án tốt luôn rồi đó nha. Đâu, ai xong rồi cho thầy và các bạn biết kết quả đi. Đầu tiên là bản quyết định nào. À, em Phước Phú là xong chưa? Em Phú. Dạ xong rồi ạ. Rồi, hãy cho biết giá trị điều kiện của các phương án đi. Đối với phương án chắc chắn là chúng ta dễ nhận thấy rồi đúng không? Gửi tiền vào ngân hàng. Cái giá trị điều kiện là gì? Dạ, giá trị điều kiện của phương án tiết kiệm là ở ba điều kiện thị trường đều tốt, trung bình 6 đều bằng 8%. À, bằng bao nhiêu? Em nói cái giá trị thì chưa nghe. Bằng 8%. À, rồi đối với cái đầu tư vào thị trường chứng khoán, các giá trị điều kiện là bao nhiêu? Dạ, quyết định đầu tư vào chứng khoán thì các giá trị lần lượt là ở điều kiện thị trường tốt sẽ là 20%, điều kiện trung bình sẽ là 8% và điều kiện 6 là âm 10%. Rồi, giờ thầy hỏi một bạn nữ đi nha. Bích Thủy. Dạ. Em có đồng ý với bạn Phú không? Bạn Phước Phú vừa rồi đọc các cái giá trị điều kiện đó. Dạ em tính chung là thầy, nhưng mà em tính tấm bạn Phú số đầu tiên 8%. Nãy giờ thầy cho thời gian vậy mà ta chưa có lập xong cái bản quyết định á. Em ra được tấm đầu tiên giống bạn Phú đó thầy. Như vậy là còn các giá trị điều kiện của việc đầu tư vào cái thị trường chứng khoán, tức là phương án thứ hai, là bằng bao nhiêu?
Dạ là trả lời là 20%, 8%. Như vậy là em giống bạn Phú phải không? Dạ. Đó, cho một em thứ ba nữa. Em Huyền Trân đâu? Huyền Trân. Huyền Trân. Em mở micro lên để nói cho thầy và các bạn nghe. Vậy hai bạn vừa rồi đã đề cập tới các giá trị điều kiện đấy. Đức Hoàng có đồng ý với hai bạn vừa rồi không? Các giá trị điều kiện em được nghe hai bạn nói đấy. Sao? Dạ em có. Như vậy các giá trị điều kiện đó nó là gì? Thật sự em có lại vẽ về cái bản quyết định ra chưa? Thầy hỏi thật sự em có làm chưa? Dạ, dạ em vẽ ra rồi ạ. Ừ. Nhớ rằng thầy đã nói từ đầu đây là cái môn này là toán nha. Các em phải làm các bài tập nha. Không có học thụ động, không phải là ngồi chờ bạn mình làm rồi mình chép kết quả vô. Làm đi, ta không sợ sai. Cái sợ lớn nhất của làm toán là ta không làm. Sao? Hoàng. Đức Hoàng. Đọc các giá trị điều kiện đi. Đối với từng cái cách thức hành động hay là phương án đó của ông Minh nào. Nếu em đã vẽ bóng thì là... em có đọc được. Dạ vâng. Là thị trường tốt. Đối với thị trường chứng khoán là thị trường tốt. Thì đang nói em đọc cho từng phương án. Em nói đối với phương án gì nè thì các cái giá trị điều kiện tương ứng hãy đọc cho từng phương án. Có mấy phương án Đức Hoàng? Thứ này là có hai phương án đó. Là phương án đầu tư chứng khoán và phương án đầu tư vào ngân hàng. Đọc tên coi, đọc tên các phương án coi. Đầu tiên là phương án gửi tiền ngân hàng. Em nói con số mấy thầy chưa nghe rõ, có mấy phương án? Thưa thầy là có hai, có hai phương án. Một là đầu gửi tiền vào ngân hàng, hai là đầu tư vào chứng khoán. Rồi. Thì gửi tiền vào ngân hàng thì ba phương án gửi, tức là ba cái điều kiện. Ở ba thị trường, ba loại thị trường đều mới sản xuất là 8%. Dạ vâng, đều là 8%. Còn ở thị trường chứng khoán thì giá trị điều kiện ở đây là lần lượt là 0,4 tại thị trường tốt, 0, tiếp tục là 0,4 tại thị trường trung bình và cuối cùng là 0,2 tại thị trường xấu. Ủa, em có đọc cái đề bài không? Em ghi, em đọc những con số ở đâu vậy? Hả? Dạ, dạ, em xin lỗi thầy, em lộ rồi. Tức là thị trường Hoàng, tốt là lại. Em đang đọc dạ, vâng. Con số đó ở đâu? Thầy đang chiếu bài trước mặt em nè, em có thấy không? Đối, dạ, đối với đầu tư vào chứng khoán, em hãy đọc các giá trị điều kiện đi. Dạ, thị trường tốt là lại 20%, thị trường trung bình lại 8%, thị trường xấu lỗ 10%. Thầy đang nói em là đọc giá trị điều kiện chứ thầy không kêu em là thuyết minh. Đọc giá trị điều kiện, đọc giá trị coi. Thầy nói yêu cầu gì em có hiểu yêu cầu không? Đọc giá trị điều kiện tương ứng với các cái thị trường coi.
cho thầy và các bạn nghe xem coi. Sao lâu thế, trước mặt em đọc không được à? Em đã nói em làm xong bản quyết định rồi, em chỉ đọc ra thôi chứ. Đức Hoàng. Dạ, chắc em làm sai ạ. Tập trung vào học tập, làm việc nghiêm túc nha. Sao? Đọc đi. Mau lên. Em Nhi sau này vào sớm chút xíu nha, em vào trễ đây. Dạ thầy, em xin lỗi. Thầy nhắc lại, Đức Quang đọc lẹ lên. Thầy và các bạn không có đủ kiên nhẫn chờ đợi em đâu. Em đã nói là bạn quyết định rồi thì em phải đọc lên. Em chỉ có chuyện đọc không, em đọc không được là sao? Đọc ba giá trị điều kiện đó lên. Giá trị điều kiện là thị trường tốt, thị trường trung bình, thị trường xấu á. Thầy đang nói giá trị điều kiện với thầy đâu có khi nói em là gọi tên các cái trạng thái đâu, mà em cứ đọc cái thị trường tốt, trung bình, xấu là cái gì. Em có biết cái giá trị và cái tên gọi hai cái khác nhau như thế nào không? Đọc giá trị điều kiện lên. Đó chỉ là con số thôi, chứ nó không phải là cái tên gọi. Đọc lên. Là 0,4. Ở đâu 0,4? Em nhìn vào cái đề, em chỉ cho thầy coi cái câu nào là có 0,4 ở đây. Hả? À. Giá trị điều kiện mà. Cái em đọc là cái gì? Em chưa phân biệt được các cái khái niệm à. Cái em đọc là cái khả năng, cái khả, khi nó chữ cái khả năng là đang đề cập tới chuyện gì em? Hoàng. Đang đề cập tới là thị trường đó, thị trường nào? Khi ta nói cái khả năng xảy ra đó thì ta đang đề cập tới cái gì? Nó chỉ có hai từ thôi. Khi ta nói khả năng xảy ra, ta đang nói về cái chuyện gì? Sản xuất. Ừ, thầy nói giá trị điều kiện như thế đó kia. Em đọc xác suất đâu mà em cứ đọc xác suất hoài là như thế sao vậy? Hả? Giá trị điều kiện. Đọc lên coi. Giá trị điều kiện ở đây là các phần trăm lại đúng không? Thầy đang hỏi em chứ không phải là em hỏi thầy. Em phải là hai, nêu lên những gì em suy nghĩ. Là 20%, 8% và 10%. Rồi, thôi được rồi. Như vậy nãy giờ em đã tốn thời gian của lớp và biết bao nhiêu. Chỉ có những cái chuyện đọc lên mà em cũng đọc không xong nữa là sao vậy? Rồi, ba bạn đều có đọc cái kết quả giống nhau. Có bạn nào có kết quả khác không? Nãy thì thấy có một ai giơ tay như bạn Sở Đình hay sao hả? Có phải không? Có phải nãy là Sở Đình à, phải không? Dạ phải ạ. Sao em? Kết quả em như thế nào so với ba bạn kia? Dạ giống rồi thầy. Nó lớn lớn là Sở Đình. Dạ giống, em giống ba bạn. Như vậy nãy em giơ tay làm gì, các ba bạn đó nói kết quả xong rồi giờ em giống, thầy tưởng có cái gì khác em mới giơ tay chứ, nếu em giống em giơ tay để làm gì, phải không? Dạ. Có em nào khác với ba bạn đó không? Cả lớp ta không có ai khác với ba bạn đó hả? Tất cả chúng ta đều giống với ba bạn đó hả? Ai đây? À, Thuận Phát. Thì chắc theo suy nghĩ của em là em sẽ tính ra cái giá trị của nó, em tính bằng giá trị đơn vị là tiền đô dựa trên cái vốn mà người ta bỏ ra và nhân với lại em cái lãi suất. Giá trị điều kiện đi. Chứ từng phương án. À, ở dạng đầu tư là ngân hàng thì với cái biến cố là thị trường tốt, em ra là 8.000 đô.
tương tự trung bình và xấu cũng là 8.000 đô. Đọc, thầy chưa nghe rõ cái giá trị, em đọc. Em đọc rõ ràng giá trị đi. Vậy em đọc theo bản thầy truyền nguyên như dạ, ở dạng thì em đọc cái phương án đi, đọc ba giá trị, người ta có ba cái trạng thái mà đúng không? Đọc ba giá trị của cái phương án gửi tiền vào ngân hàng đi. Vậy là với hình thức là gửi tiền ngân hàng thì ba giá trị lần lượt là 8.000 đô, 8.000 đô và 8.000 đô. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là ở dạng đầu tư chứng khoán thì các giá trị lần lượt là 2.000 đô, 800 đô và bị lỗ 1.000 đô. Ừ. Có em nào có cái kết quả khác với cô bạn Phát không? Nãy thì thấy có một em nữ là tên là gì nhỉ? À nào, có em nữ, em Huyền Trân đấy. Em có gì khác với bạn Phát không? Dạ, ở phương án gửi tiền ngân hàng. Làm sao? Giá trị là như thế nào? Là đều là 800 đô ạ. À. Bạn Phát là 800 đô, em là 800. Bạn Phát là đã nhầm lẫn rồi. Em người ta lãi suất 8%, nếu em tính ra cái giá trị thì nó là 800 chứ làm gì mà 8.000. Có phải không? Như vậy chúng ta hay mắc cái sai lầm khi lập bảng này là vì chúng ta thấy cái đề cho như vậy, ta đưa cái giá trị vào, nhưng ta quên rằng ta gửi tiền ngân hàng hay ta đầu tư chứng khoán là ta ra lấy cái tiền lãi, chứ ta đâu lấy cái phần trăm đó đâu. Phần trăm là cơ sở để ngân hàng trả tiền lãi cho ta thôi. Do vậy đề là 8%, nhưng không phải là bảng quyết định là ông Minh sẽ thu về 8%, ông Minh thu về 800. Tương tự với đầu tư chứng khoán cũng vậy, tốt lãi 20% là 2.000. Đúng không? Trung bình lãi 8% là 800 và lỗ 1.000. Đấy. Rồi bây giờ ta đã có bảng quyết định với các xác suất tương ứng. Đúng rồi, xác định phương án tốt đi. Cách thức nào sẽ giúp ông Minh có lợi nhất? Kim Anh, cho thầy và các bạn nghe biết coi. Thầy là cách 2 là có lợi, đầu tư vào chứng khoán là có lợi cho ông Minh. Vì sao vậy? Thầy là vì ra lãi là 920, lớn hơn ông gửi tiền vào ngân hàng là 800. À, như vậy thì ta phải nói là vì cái giá trị kỳ vọng đấy. Đúng không? Ta tính theo công thức giá trị kỳ vọng, ta vừa đề cập cái chỉ tiêu đầu tiên này thì ra là 920 và lớn hơn gửi vào ngân hàng là 800. Như vậy gửi vào ngân hàng thì cho dù thị trường như thế nào thì ngân hàng vẫn phải trả cái tiền lãi như nhau. Nhưng khi ta đầu tư chứng khoán thì có thị trường tốt và thị trường xấu đưa tới những cái thu nhận khác nhau. Nhưng xét chung, xét một cách tổng quát chung, giá trị kỳ vọng chung thì đầu tư vào chứng khoán vẫn cao hơn nha. Rồi chúng ta trở lại, ta sẽ đề cập tới một cái tiêu chí khác. Đó là trong thực tế khi mà ta ra quyết định đấy, thì đó là một sự đánh đổi chúng ta đã từng nói đúng không? Vì chúng ta đem cái nguồn lực ra để thực hiện quyết định đó thì đó là một sự đánh đổi, bởi vì với nguồn lực đó ta có thể thực hiện các quyết định khác. Khi đó nó xuất hiện một cách người ta gọi là cái cơ tổn thất cơ hội, và tổn thất cơ hội kỳ vọng chính là việc ta đang xem xét coi cái chi phí cho cái việc ta không chọn cái giải pháp tốt nhất. Nhớ thầy đang đề cập tới giải pháp tốt nhất nha.
là chúng ta đọc ta sẽ thấy là vì sao là có chữ tốt nhất. Thế thì tổn thức cơ hội hay là cái bản tổn thức cơ hội này được hình thành như thế nào? Nó sẽ hình thành dựa trên bản quyết định mà chúng ta vừa đề cập. Chúng ta biết cách thức làm rồi ha, thiết lập rồi. Thế thì đối với trường hợp của công ty Tâm Sinh này, bản tổn thức cơ hội kỳ vọng, bản tổn thức cơ hội này được thiết lập như thế nào? Như vậy ta sẽ xem coi khi một cái trạng thái thị trường xảy ra, cái trạng thái tự nhiên xảy ra đó, thế thì cách thức hành động nào là tốt nhất? Giờ ta xem cái bản của Tâm Sinh, phải không? Đó là bản Tâm Sinh mà chúng ta đã từng biết ha, về cái bản quyết định này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một thị trường tốt xảy ra, cách thức hành động nào là tốt nhất đối với Tâm Sinh? Okay. Tâm Sinh hành động như thế nào sẽ có lợi nhất? Tất cả chúng ta đều thấy đó là gì? Đó là việc mà xây dựng nhà máy lớn, đúng không? Bởi vì khi đó lợi nhuận sẽ cao nhất. Nhưng điều gì nếu một thị trường xấu xảy ra, cách thức hành động tốt nhất của Tâm Sinh lúc này là gì? Là không làm gì nào, không em à, ta dễ dàng thấy đó. Như vậy đó cũng là cơ sở để chúng ta sẽ thiết lập cái bản tổn thức cơ hội. Bởi vì chúng ta nói tổn thức họ là cái sự đánh đổi mà, và chúng ta đang so sánh với những cái cách thức khác khi một cái trạng thái tự nhiên nó xảy ra. Do đó cơ sở lập bản tổn thức cơ hội là gì? Ta đang đề cập tới cái gì? Ta sẽ xem cái trạng thái tự nhiên. Các cái trạng thái, ta xem xét từng trạng thái. Như vậy, đối với bản tổn thất cơ hội này, thì đầu tiên, đối với, ở cái bản quyết định, ta xem ở cái trạng thái, ví dụ ở thị trường tốt, cách thức hành động nào tốt nhất như chúng ta vừa thảo luận với nhau. Như vậy, xây dựng nhà máy lớn là tốt nhất, nó chính là cơ sở. Để ta xem xét các cái tổn thất cơ hội cho những hành động khác. Như vậy ta lấy 200 ngàn đó, ta trừ cho các giá trị điều kiện. Như vậy xây dựng nhà máy lớn, thì nếu một thị trường tốt xảy ra, Tâm Sinh xây dựng nhà máy lớn thì nó không có gì hối tiếc. Do đó, vì sao là không? Bởi vì nó lấy 200 trừ cho 200, như vậy đây là giá trị không. Không này có thể hiểu là không có gì hối tiếc cả, đúng không? Nhưng nếu nó xây dựng nhà máy nhỏ, nó hối tiếc vì nó đang mất đi 100 ngàn. Ở đâu có 100 ngàn đấy? Ta lấy 200 ngàn, ta trừ cho giá trị điều kiện 100 ngàn ở nhà máy nhỏ đấy. Nhưng nó lại càng hối tiếc hơn nếu nó không làm gì, bởi vì khi đó nó đang mất đi 200 ngàn. Cái hối tiếc của nó về cái một cái giá trị 200 ngàn mà nó đang lại phải có khi thị trường tốt xảy ra. Tương tự, khi thị trường xấu xảy ra, nó sẽ hối tiếc hay là cái tổn thất cơ hội đấy, hay là hối tiếc, bản này còn gọi là bản hối tiếc nha, vì nó đã mất đi 180 ngàn. Ở đâu có? Bởi vì khi thị trường xấu xảy ra thì cái hành động không làm gì là tốt nhất, chúng ta vừa đề cập, đúng không? Ta lấy giá trị không, ta trừ cho trừ 180 ngàn, như vậy cái tổn thất cơ hội này chính là 180 ngàn. Nó bị tổn thất, bị lỗ 180 ngàn. Nếu nó hành động xây dựng nhà máy nhỏ thì nó chỉ tổn thất 20 ngàn, nhưng nếu nó không làm gì thì nó không tổn thất. Và cách tính thì cũng giống như là EV, đúng không? Ta cứ nhân cho xác suất để tính ra được tổn thất cơ hội kỳ vọng ứng với một cách thức hành động hay là phương án. Vậy đối với nhà máy lớn là ta có là bao nhiêu? Ta dễ nhận thấy, để ta nhân 0.5 thì ON này nó sẽ là bằng 90 ngàn. Rồi nhà máy nhỏ này là bao nhiêu nhỉ? Ta có là gì?
Cái nhân vào ở đây thì ta sẽ thấy là gì? Nó là 60.000, đúng không? Và không làm gì là 100.000. Thì cách thức hành động tốt nhất là gì? Nếu xem xét bản tổng thức cơ hội kỳ vọng này, xem xét các cái kết quả tổng thức cơ hội kỳ vọng này, cách thức hành động tốt nhất là gì? Diệu. Dạ, sẽ chọn là xây dựng nhà máy nhỏ, tại vì là tổn thất nó nhỏ nhất. Đúng rồi, chắc chắn trong thực tế cuộc sống ta hành động làm sao mà ít tổn thất nhất. Điều đó là cái quy tắc chung mà tất cả chúng ta đều hành động, đúng không? Thì công ty Tâm Sinh Nghiệp cũng vậy. Nhưng mà nếu ta nhớ lại về cái lựa chọn chúng ta lúc trước, thì cái lựa chọn tốt nhất cũng là gì? Mọi người nhớ không? Nhà máy nhỏ. Vì vậy ta đưa tới kết luận là gì? Kết luận về mối tương quan này là gì? Cái phương án với giá trị kỳ vọng như thế nào? Phương án với giá trị kỳ vọng tốt nhất cũng chính là gì à? Ta có thể phát biểu, hãy hoàn thành cái phát biểu đó coi. Phương án có giá trị kỳ vọng tốt nhất cũng chính là phương án. Dạ, cũng chính là phương án có giá trị kỳ vọng nhỏ nhất. Không, chưa đúng. Có giá trị gì? Tổn thất cơ hội kỳ vọng nhỏ nhất, đúng không? Khi đó ta mới đúng. Thì nó cũng giống như trong thực tế thôi. Ta chọn cách thức hành động nào tốt nhất thì khi đó ta sẽ ít hối tiếc, đúng không? Như vậy mối liên hệ này ta có thể được sử dụng để ta làm bài tập. Hãy xem trở lại các bài tập mà chúng ta đang có. Rồi, cái máy làm bài ba đi. Ta thấy bài ba không? Ở đây thì người ta đã lập cho ta bản quyết định rồi, đúng không các em? Bây giờ người ta yêu cầu ta lập bản tổng thức cơ hội. Rồi, thực hành là bản tổng thức cơ hội, và sau đó ta sẽ xác định OM để chọn phương án tốt nhất nha. Thank you.
Rồi em Đức Hoàng, xong rồi hả? Em đã làm xong cái bảng tổn thất cơ hội rồi hả? Có phải em Đức Hoàng giơ tay không? Em đã thầy thấy vậy chưa đâu rồi? Dạ vâng ạ. Rồi hãy đọc các giá trị. Tất nhiên vì chúng ta đang nói, ta lập bảng tổng thức cơ hội là theo từng thị trường đúng không? Từng cái trạng thái tự nhiên, tức là các cái thị trường. Như vậy em hãy đọc các giá trị tổng thức cơ hội của từng thị trường. Bây giờ thị trường tốt, đọc cho thầy và các bạn nghe thử coi. Ờ, em làm ở cái sách em chia theo cái thiết bị đúng không ạ? Thầy đang nói bài 2 mà em đang làm cái gì vậy? Em sao thầy đang nói bài 3 mà lập bản tổng thức cơ hội mà em đang nói thiết bị nào ở đây? Em đang có nhầm lẫn không? Lẽ thầy nói rõ ràng chúng ta làm bài 3 lập bản tổng thức cơ hội. Hả? Dạ, em lộn là bài 2 ạ. Dạ, xin lỗi, lộn là bài 2 ạ. Rồi để em Nhi đi, Nhi đọc các giá trị tổn thất cơ hội ở từng thị trường đi. Bây giờ thị trường tốt, giờ em đọc cây rồi một bạn nữa là Phú sẽ đọc ở thị trường 6. Thị trường tốt, đọc các giá trị. Dạ. Ở thị trường tốt thì EOL là 40.000. Ở thị trường 6 thì EOL là 144.000. Và không, bây giờ em đi khoan Nhi. Dạ. Thầy nói em đọc cho từng thị trường giá trị ONL. Dạ. ON nó tổng thức cơ hội là ON thôi nha. Dạ. Đọc đi, đọc ba giá trị đó. Ở thị trường tốt thì lần lượt ta có là 0, 300.000, 400.000. Còn ở thị trường 6 thì lần lượt là 100.000, 40.000 và 0. Rồi, cảm ơn Nhi. Bây giờ nãy thầy thấy một đâu được rồi em, để cho một bạn nữa. Nãy thầy thấy có một bạn là bạn Phú, hãy đọc các giá trị OON của từng phương án. Phú. Dạ thưa thầy, giá trị OON của từng phương án là phương án xây dựng nhà máy lớn là 60.000, phương án xây dựng nhà máy nhỏ là 144.000 và phương án không làm gì là 160.000 ạ. Đúng không? Để coi coi em đọc lại ba cái giá trị đó. Nhà máy lớn. Dạ thưa thầy, nhà máy lớn là 60.000. Tiếp tục. Dạ nhà máy nhỏ là 144.000 ạ. Ừ. Và không làm gì? Không làm gì là 160.000 ạ. Ừ. 160.000. Đúng không em Yên Hưng? Bạn Phú vừa đọc ba cái giá trị đó, có đúng không? Có giá trị nào không đúng không em? Yên Hưng đâu? Nguyễn Thiên Hưng. Dạ, thưa thầy là em nghĩ là EOL của nhà máy nhỏ là 360.000. Nhà máy nhỏ là bao nhiêu? Thầy chưa nghe được. 360.000. 360 lượng chứ rồi gấp gần gấp 3 lần giá trị của bạn Phú đọc à. Bạn Phú nãy đọc là 144.000 đó đúng không? Còn hai giá trị kia thì giống bạn Phú phải không? Ừ. Ừ. Hai giá trị kia có giống bạn Phú không? Dạ, nhà máy nhỏ là 144.000. Dạ, giống bạn Phú hả? Dạ. Rồi. À, thật ra thì giá trị
của bạn Phú làm là đúng đó ha. Như vậy ta cứ lấy xác suất ta nhân vào, không? Ở nhà máy nhỏ thì ta có là gì, 300 ta nhân cho 0.4, ta cộng cho 24. 24 ngàn ở đâu là ta lấy 40 ngàn, ta nhân cho 0.6 đúng không? Vậy ta có 120, ta cộng 24 là 144. Rồi, đó là xong cái câu A và câu B. Như vậy bây giờ ta ra cái ba giá trị đó thì cái phương án nào là tốt nhất? Phương án nào là tốt? Em có ba cái giá trị nãy em mới vừa đọc đó, em phải kết luận chứ. Hả? Cái phương án nào là tốt nhất? Ủa Hưng đâu rồi? Thiên Hưng. Dạ, em là của nhà máy lớn là tốt nhất. À, như vậy là phương án nhà máy lớn là tốt nhất đó ha. Ta làm bài 4 đi. Trước khi chúng ta đề cập tới bài 4 thì như có một cái ý kiến của một bạn là của Thùy Dung đúng không? Thì thấy là em đang nói là cách tính của cái gì? Của OOM đó. Thùy Dung. Dạ vâng ạ. Thì thầy đã nói OOM ta tính giống như là OV, có nghĩa là gì? Là ta cứ lấy xác suất ta nhân với cái giá trị, đối với OV là cái đó là giá trị điều kiện, còn đối với OOM thì đó chính là tổng thức cơ hội, giá trị tổng thức cơ hội mà nãy các bạn đã tính ra đấy. Giờ ta cứ lấy xác suất ta nhân vào thì với một cách thức hành động hay phương án thì sẽ có giá trị OOM khác nhau, đúng không? Do cái cách thức tính như vậy, ta nhân cái xác suất với giá trị tổng thức cơ hội đó ở trong cái bảng ta lập bảng tổng thức cơ hội
thì ta sẽ ra cái cột mà OOM ở mỗi cách thức hành động hay là phương án sẽ có giá trị OOM theo cách tính như vậy nhé. Và từ đó ta so sánh để tất nhiên ta luôn chọn cái hành động mà có OOM thấp nhất, tức là ít tổn thất cơ hội nhất, hay là nói theo ngôn ngữ thông thường chúng ta là ít hối tiếc nhất. Đúng. Thì vậy em rõ chưa Dung? Dạ em chưa hiểu là lấy sắp xót là nhân với cái gì ạ? Với cái tổn thất cơ hội, ta đã lập cái bảng tổn thất cơ hội mà. Ta đang đề cập tới bài 3 là đúng không? Đầu tiên ta phải lập bảng tổn thất cơ hội, đó là cái yêu cầu câu A. Như vậy ta có cái bảng đó rồi, nãy các bạn đọc cái giá trị tổn thất cơ hội đó, em lấy xác suất em nhân với giá trị tổn thất cơ hội cho từng phương án, đúng không? Và ta cộng các cái của các cái thị trường lại với nhau, các cái tích của cái xác suất nhân với tổn thất cơ hội của từng thị trường lại với nhau. Giống như cách tính ta đã tính cho OV đó. Em có nhớ cách tính của OV không? Thì cách tính này cũng giống như vậy. À, dạ vâng. À, em lấy xác suất ở dưới em nhân cho cái giá trị, các giá trị tổn thất cơ hội ở trên của từng phương án đấy. Vậy ta có thể tính ra được OOM của từng phương án. Nha. Vâng. Ví dụ lớn hồi nãy ta thị trường tốt đó, thì tổn thất cơ hội là bằng 0 đúng không? Thị trường xấu là bằng bao nhiêu? Là 100.000. Như vậy ta lấy 0, ta nhân cho 0.4 cộng cho 100.000, ta nhân cho 0.6, như vậy ta ra là 60.000. Đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Đó là cách thức tính. Rồi. Xem bài 4. Rồi, thì thấy như có một em đã làm ra rồi ha, để xem coi còn bạn nào nữa nha, không nhé. À, em Nhi và em Thái Thanh, hai em. Nữ không à, có bạn nam nào làm ra không? Em nam nào làm ra rồi? Rồi, Đức Hoàng, hãy đọc. Thứ nhất là cái câu A, giải pháp đó là tốt nhất, vì vậy ta sẽ dùng cái nào để ta tính. Vì vậy ta phải xác định tôi dùng cái chỉ tiêu nào tôi tính chứ. Đức Hoàng, chỉ tiêu nào? Dạ, là giải pháp tốt nhất thì là dùng EV ạ. À. Rồi, EV, vì vậy em hãy đọc EV của ba cái giải pháp. EV của phương án là lực lượng hiện hữu là 635, phương án của thuê ngoài là 570. Phương án kết hợp cả hai là 635 bằng với lại phương án lực lượng hiện hữu ạ. Vậy giải pháp nào là tốt nhất? Ta phải chọn chứ. Ở đây thì có hai giải pháp là lực lượng hiện hữu và kết hợp cả hai đều có EV bằng với nhau. Rồi, hãy xem ý kiến một bạn khác. Ý kiến bạn nữ đi. Nãy hai bạn nữ này giờ em Nhi nè, có đồng ý với của bạn Hoàng nó vừa kết luận không? Dạ có thể. Là có thể là hai giải pháp thì người ngủ kết hợp cả hai. Một bạn nữ khác nữa đi, Thái Thanh, có đồng ý với bạn Nhi và bạn Hoàng không? Thái Thanh. Dạ em chọn giải pháp là thuê ngoài ạ. Vì sao vậy em? Tại vì em ra cái EV thấp nhất. Nhưng tại sao em lại chọn EV thấp nhất? Tại vì... Hả?
tại vì cái này là bài toán về chi phí cho nên là em sẽ chọn cái thấp nhất. Rồi, chính xác. Đúng không? Do đó, đây là giải thích lý do nãy thầy dùng chữ tốt nhất chứ không phải lớn nhất. Đây ta kê xem coi tên nội dung của cái đề chi phí vận hành chắc chắn trong thực tế ta cũng chọn cách thức hành động nào mà ít tốn chi phí nhất, đúng không? Thì công ty cũng vậy, và đó là một cái quy luật chung, đúng không? Khi liên quan tới chi phí thì ta hành động làm sao mà ít tốn chi phí nhất, cho dù nó là tiền bạc hay nó là thời gian, đúng không? À, do vậy thì luật thuê ngoài có 507 là thấp nhất, ta phải chọn thuê ngoài chứ đâu phải là luật hiện hữu hay kết hợp cả hai đâu. Đấy, coi chừng chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi ví dụ, bởi vì ví dụ là lợi nhuận mà. Chắc chắn là ta phải chọn cái tâm sân, phải chọn cách thức hành động có lợi nhuận cao nhất. Nhưng ở đây là bài toán chi phí. Do vậy các em để ý là những cái nãy giờ thầy nói là ta phải chọn cái cách thức hành động nào tốt nhất là như vậy, tốt nhất chứ không phải lớn nhất nhé. Rồi, như vậy thì qua cái bài này là đang giải thích về cái việc là chúng ta phải lưu ý về cái chuyện gì, về cái đây là dạng bài toán chi phí hay là dạng bài toán doanh thu lợi nhuận, đúng không? Cái ta đọc một cái bài toán, một cái vấn đề đầu tiên đó ta phải lưu ý đó, chi phí, ta phải ghi chữ chi phí ra hoặc là doanh thu lợi nhuận ta ghi ra, thì khi đó khi ta tính ok thì quyết định chọn của chúng ta mới đúng được. Rồi trở lại về cái nội dung tiếp tục ha, chúng ta sẽ đề cập. Chúng ta vừa đề cập tới hai cái tiêu chí và mối liên quan của nó, phải không? À. Và điều này nếu mà chúng ta liên hệ trong thực tế thì chúng ta thấy chuyện đó hàng ngày, như đôi khi ta không để ý thôi. À. Ví dụ hàng ngày khi ta chọn cách thức hành động nào mà tốt nhất thì chắc chắn ta sẽ ít hối tiếc nhất. À, so với các cách thức hành động khác, nhưng hãy nhớ sẽ luôn xuất hiện hối tiếc trong ta, đúng không? Ví dụ như bây giờ em đang có một cái nguồn lực nào đó, giả sử như em đang định mua một cái điện thoại mới, em đổi cái điện thoại đó xong thì theo cái những cái tiêu chí của em, ví dụ như về giá cả, về tính năng, thương hiệu, màu sắc gì đó, tùy mỗi người sẽ có những cái tiêu chí cho việc quyết định lựa chọn đó, và em quyết định xong thì em thấy đây là cái quyết định mà tốt nhất mình đã quyết định trong đời tương, và chắc chắn trong lòng em sẽ ít hối tiếc nhất. Nhưng mà nói trong sâu xa thì ra ta cũng hối tiếc vì ta đã bỏ một cái tiền ra để ta đổi cái điện thoại đó. À, đó là tiền đó ta làm những chuyện khác, vâng. Nhưng so với những cái việc mà chúng ta thực hiện là đổi những cái điện thoại khác thì cái quyết định ta đổi điện thoại đó là ta hài lòng nhất, ta ít hối tiếc nhất. Hay nói cách thì nó là tốt nhất đối với ta nha. Thế bây giờ đối với doanh nghiệp thì nó xuất hiện cái trường hợp này nữa, là bây giờ sẽ có người nói với doanh nghiệp nói bây giờ tôi có thông tin nè, sẽ bán cho công ty của ông. Như vậy thì cái nhờ thông tin đó ông sẽ biết là trong cái khoảng tương lai đó thì một cái xác suất rất lớn là các trạng thái nào sẽ xảy ra. Cái chuyện nó quan trọng chứ hả, đúng không? Ta đã tạo xác suất, ta biết nếu một xác suất đang chiếm một tỷ lệ lớn, ví dụ lớn đối với chúng ta thường quan niệm phải có 90%, ví dụ như vậy, hay là 80%, thì đó xét về tổng thể thì cái thành công sẽ cao hơn. À, và lẽ tất nhiên ngày nay chúng ta đều biết cái câu là không ai cho không thứ gì, đúng không? Và nhà quản trị sẽ quyết định mua cái thông tin đó với cái giá tối đa là bao nhiêu. Cái đó chúng ta gọi là giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo. Như vậy, giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo là gì? Là cái giá tối đa của thông tin để việc ra quyết định sẽ chuyển
từ cái môi trường có rủi ro sang môi trường chắc chắn. Ta nói môi trường chắc chắn là gì, là ta sẽ biết trước cái kết quả. Vì sao ta biết trước kết quả? Bởi vì ta biết những cái trạng thái xảy ra, đúng không? À, như vậy xét về mặt xác suất thì các cái trạng thái đó trong tương lai đều có xảy ra, nhưng vì nhờ có thông tin thì ta sẽ biết là một cái tỷ lệ rất lớn một trạng thái nào xảy ra. Do đó cái giá trị kỳ vọng với thông tin hoàn hảo này nè cũng là một cái sigma, mà trong đó cái S này sẽ là cái S tốt nhất, giống như hồi nãy chúng ta xét về cái bản hối tiếc đó. Như vậy khi một trạng thái đó xảy ra thì cái hành động nào sẽ là tốt nhất thì đó chính là cái giá trị kỳ vọng, xin lỗi, giá trị điều kiện tương ứng với cái phương án đó. Vì tôi biết là trong tương lai cái trạng thái đó xảy ra thì tôi sẽ hành động theo cách đó để đạt được cái giá trị tốt nhất. Thế thì để tính cái vế đầu tiên này nào, cách thức chúng ta là gì? Ta nhìn vào bảng quyết định là ta thấy trong cái trạng thái đó thì cái phương án hay cách thức hành động nào có giá trị điều kiện tốt nhất thì ta sẽ chọn, và ta sẽ nhân với xác suất tương ứng với trạng thái đó. Như vậy vì nó là tốt nhất thì chắc chắn cái vế đầu tiên sẽ luôn luôn lớn hơn cái giá trị EV mà ta đã tính trong điều kiện mà ta phải xem xét hết các cách thức hành động, đúng không? Và cái sự chênh lệch đó chính là giá trị của thông tin hoàn hảo. Như vậy là chúng ta vừa nói với nhau, khi đối với Thomson một thị trường tốt xảy ra thì cách thức tốt nhất của nó là hành động là gì? Là xây dựng nhà máy lớn nè, đúng không? Do đó ta sẽ có là 200.000. Và thị trường xấu xảy ra là nó không làm gì. Như vậy nếu nó không có thông tin, nó biết được trong tương lai thị trường nào sẽ xảy ra thì những cách thức hành động của nó tương ứng là như vậy, và ta có nhân xác suất vào. Như vậy cái giá trị đầu tiên này ta sẽ có là 100.000 trừ cho cái max EV mà nãy chúng ta đã tính là 40.000 đó, tức là xây dựng nhà máy nhỏ đó. Như vậy giá trị kỳ vọng, cái giá lớn nhất của một thông tin mà Thomson có thể trả để biết được, để có thể chuyển sang môi trường chắc chắn khi hành động, đó là 60.000 đô. Rồi dựa theo công thức này thì chắc chắn ta đầu tiên ta phải có cái giá trị EV tốt nhất rồi, sau đó thì ta sẽ tính xem xét từng trạng thái để chọn cái giá trị điều kiện tốt nhất và ta nhân cho xác suất đó, nha. Rồi các em hình dung ra cách tính rồi chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thực hành bài tập nha. Bài tập số 3 hồi nãy đấy, các em có thấy không? Ta nói chúng ta là gì? Tính EVPI đấy. Rồi tính EVPI đi các em.
Ồ, có bạn Thái Thanh đã làm xong rồi. Lẽ thế. Xem coi có các bạn khác nha. Đợi chút xíu coi có các bạn nào nữa không. Coi có bạn Nam nào không. Chúng ta thường hay nghe nói là Nam về xét về một cái xác suất, một cái tỷ lệ. Tại thì Nam thường có khả năng tính toán giỏi. Ra sao thấy bây giờ xuất hiện là mới hai bạn nữ à, đúng không? Ta thấy các cái đội tuyển toán của các quốc gia và vân vân thì tỷ lệ nam cũng nhiều hơn nữ ấy. Rồi. Để tất nhiên em phải trình bày cái cách thức tính, đúng không? Sau này các em làm bài cũng vậy. Nhớ nha. Nếu em làm bài thì đây là một cái bài tự luận, em phải trình bày những cái suy nghĩ và những cái lập luận để đưa ra kết quả, chứ không phải là chúng ta là cái kết quả dạng như là trắc nghiệm nha, là con số đúng là được, đúng không? Vì vậy nếu em đưa ra một cái con số mà em không lý giải được vì sao có con số đó thì em sẽ thấy thầy được, thầy sẽ đánh dấu hỏi vào trong cái kết quả đó, ở đâu cũng có được cái kết quả này. Nó phải có một cái quá trình để ra được, đúng không? Và những cái lập luận đâu bây giờ xem thử coi em Nhi nè, Nhi cho thầy và các bạn biết coi EVPI em sẽ tính như thế nào và giá trị nó là bằng bao nhiêu. Dạ thầy, là trước tiên em sẽ tính OV trước. À, em tính như thế nào? Dạ là em lấy đầu tiên là ở phương án nhà máy lớn thì em lấy 400.000 nhân 0.4 trừ cho 100.000 nhân 0.6 ra được kết quả là 100.000. Em cứ trình bày thầy và các bạn nghe. Dạ. Dạ, ở nhà máy nhỏ thì lấy 100.000 nhân 0.4 trừ cho 40.000 nhân 0.6 thì em ra được là 16.000. Và ở phương án không làm gì thì em ra được kết quả là 0. Sau đó thì em tính EVPI là trước tiên là em lấy phương án tốt nhất ở thị trường tốt là 400.000 nhân 0.4 cộng với lại phương án tốt nhất ở thị trường xấu là 0 nhân cho 0.6. Em được kết quả là 160.000. Sau đó em tính EVPI bằng cách lấy 160.000 trừ 100.000 ra được kết quả là 60.000. Về kết quả của em EVP là 60.000 hả? Đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không Quốc Bảo? Bạn Nhi làm gì đúng không? Dạ thưa thầy, đáp án của em cũng là 60.000 luôn ạ. Em có làm giống như bạn Nhi không? Hay em làm ngắn hơn? Dạ thưa thầy, là em cũng tính OV với lại tính cái số kia xong rồi em lấy cái đó em trừ cho OV lớn nhất thì em cũng ra là 60.000. Rồi, như vậy cái nội dung tính em cũng giống như bạn Nhi đúng không? Dạ vâng ạ. Sở Định, em có làm dạ. Bạn Nhi không? Dạ đó, em tính OV của cái phương án tốt nhất mà em không có tính hết của ba cái. Đâu em trình bày có. Dạ là em vẫn tính cái thế hay là em lấy 400.000 nhân cho 0.4 cộng cho 0 nhân cho 0.6 là phương án tốt nhất ở thị trường tốt nhất với lại phương án tốt nhất ở thị trường xấu, sau đó em trừ cho
trừ cho max EV. Em nói thầy và các bạn chứ. Bây giờ em nói lại, bây giờ tất nhiên trong cái công thức của ta có hai vế đúng không? Cái cụm đầu tiên là sigma, cái sau là max EV. Thì cái max EV em tính như thế nào? Dạ, max EV là em tính của nhà máy lớn hay cái phương án tốt nhất mà hồi nãy ở câu B mình đã tìm ra được. Thế là vì sao anh chỉ tính nhà máy lớn? Dạ, vì hồi nãy thầy có nói là phương án tốt nhất của EV cũng bằng cũng là phương án tốt nhất của EOL. À, ta phải có một cái câu lập luận đúng không? Để ta không phải tính như bạn Nhi là tính hết tất cả các phương án, có nghĩa ta phải ghi một câu lập luận là gì? Vì ở trên ta có cái phương án tốt nhất khi xác định ở cái câu B đấy, OM. Và tốt nhất có nghĩa là cái phương án mà ít hối tiếc nhất, và người ta đã có một cái quy luật là gì? Cái phương án mà ít hối tiếc nhất hay là phương án OM tốt nhất cũng chính là phương án có giá trị OV tốt nhất. À, ta phải ghi cái câu đó, thì khi đó ta chỉ cần tính cái phương án của nhà máy lớn thôi, không cần quan tâm cho dù cái bảng này nó có tới 5-10 phương án gì nữa, chỉ mà ta cũng bỏ công ra ta tính. À, đấy. Do vậy, thay vì phải tính thành tới 3 cái tính giống như bạn Nhi thì đó là ta chỉ cần tính có một cái, đó là cái của nhà máy lớn. Và kết quả của bạn Nhi là đúng, nhưng rõ ràng là vì ta không có cái lập luận nên ta phải bỏ công để ta tính thêm các cái phương án kia nha. Điều gì xảy ra với một cái bảng này nó tới 5-6 phương án, ta phải tốn rất nhiều công. Đây, như vậy qua cái bài này thì chúng ta đang không phải chỉ thực hành về OVP, nhưng mà ta đang đề cập tới một cái quy luật mà chúng ta vừa đề cập đấy, là mối liên quan giữa phương án có OM tốt nhất và phương án có giá trị OV tốt nhất. À, cái nó là một nha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút xíu nha. Cái đồng hồ của thầy là 9:10 rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao 25 phút để em là chữa ánh sáng để ta nạp năng lượng lại nha. À, uống cà phê rồi cho tỉnh táo. Và chúng ta sẽ đề cập tiếp cái vấn đề liên quan tới việc đo quyết định nữa nha. Rồi nghỉ giải lao 5 phút đi các em. 9:35 ta sẽ tiếp tục nha.